Các thầy cô cho hỏi một chút là các thầy cô có nghe rõ không ạ? Nghe rõ cô ạ. Dạ rõ cô ơi. À. Nghe rõ cô Cảm ơn ơi. các thầy cô ạ. Vâng ạ. Ôi. Vâng ạ. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô là cán bộ quản lý, quý thầy cô đang giảng dạy môn giáo dục công dân ở điểm cầu Đắk Lắk ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ Hoàng Thị Thuận, đồng tác giả của cuốn sách Giáo dục công dân 7, Bộ cánh diều. Hôm nay thì rất là vui được giới thiệu với các thầy cô tinh thần cơ bản của cuốn sách. Trong thời gian là 20 phút thì xin phép được chia sẻ với các thầy cô 4 nội dung. Một là về thông tin chung của cuốn sách, hai là mục đích của sách và ba cấu trúc nội dung của sách. Và điểm quan trọng nhất là giới thiệu với các thầy cô 5 điểm mới của cuốn sách Giáo khoa Giáo dục công dân 7, Bộ cánh diều. Trước hết là về thông tin chung của sách, thì kính thưa các thầy cô là sách Giáo khoa Giáo dục công dân 7. Sách Giáo khoa Giáo dục công dân 7, Bộ cánh diều thì do Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam, VBEC và Nhà xuất bản Đại học Huế hợp tác tổ chức biên soạn xuất bản. Sách giáo khoa giáo dục công dân 7 thì được biên soạn theo đúng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và đã được Bộ Giáo trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thông qua vào theo quyết định số là 422. Về đội ngũ tác giả của cuốn sách thì xin phép được chia sẻ với các thầy cô. Thì đội ngũ tác giả của cuốn sách Giáo khoa Giáo dục công dân 7 Bộ cánh diều thì bao gồm là những nhà giáo, nhà khoa học giàu kinh nghiệm và các thầy cô là những cái người rất là tâm huyết trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó thì tổng chủ biên của cuốn sách là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Cô là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học Việt Nam. Chủ biên là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Việt Thắng, là trưởng khoa lý luận chính trị giáo dục công dân của Đại học Sư phạm Hà Nội. Bên cạnh đó thì đội ngũ tác giả là những cái thầy cô hiện cũng đang công tác tại các trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt trong đội ngũ tác giả thì cũng có những thầy cô là những người có rất là nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với bậc phổ thông trong việc giảng dạy môn giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở. Thứ hai là về mục đích của sách. Thì khi mà biên soạn cuốn sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 thì mục đích chính đó là cụ thể hóa chương trình môn giáo dục công dân nhằm đáp ứng mục tiêu là góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực chủ yếu cũng như là các đặc thù của môn giáo dục công dân. Bên cạnh đó thì sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 còn nhằm đáp ứng là yêu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới hiện nay. Nội dung thứ ba xin được chia sẻ với các thầy cô trong buổi giới thiệu ngày hôm nay đó là về cấu trúc của sách. Thế thì sách giáo khoa Giáo dục công dân 7 Bộ cánh diều có cấu trúc như sau. Thứ nhất là sách sẽ có lời nói đầu và cái phần hướng dẫn các em học sinh trong cái việc là sử dụng sách. Thứ hai là sách gồm 12 bài học và được thể hiện đúng không ạ? Bốn mạch nội dung của môn giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở đó là giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục kinh tế. Và 12 bài học này thì sẽ được triển khai trong 35 tiết học. Nội dung của 12 bài học thì được lựa chọn thể hiện đúng và đầy đủ các nội dung của chương trình môn học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ở trên màn hình thì các thầy cô có thể nhìn thấy 10 chủ đề đúng không ạ, trong chương trình phổ thông 2018 của môn giáo dục công dân. Và trên cơ sở 10 chủ đề của chương trình chi tiết môn giáo dục công dân này thì đội ngũ tác giả của bộ sách giáo khoa Bộ cánh diều đã thiết kế thành 12 bài học. Và các thầy cô có thể thấy là có những chủ đề là có một bài học và có những chủ đề thì được thiết kế thành 2 bài học. Việc thiết kế các chủ đề thành một hay thành 2 bài học này thì nhằm mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong cái quá trình tổ chức dạy học và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình mà các em thực hiện các nhiệm vụ học tập của mình. Cấu trúc của mỗi bài học thì trong mỗi bài học thì sẽ có các nội dung sau. Thứ nhất là sẽ có phần tên bài bao gồm là số thứ tự và tên bài thể hiện nội dung dạy học, ví dụ như là trong bài 1 tự hào truyền thống quê hương. Dưới tên bài thì chúng tôi để yêu cầu cần đạt và yêu cầu cần đạt này thì chúng tôi lấy từ trong chương trình chi tiết môn giáo dục công dân năm 2018. Và trong mỗi một bài học thì sẽ là một chuỗi những hoạt động, đúng không? Hoạt động thứ nhất là hoạt động khởi động hay là còn hoạt động tên là hoạt động mở đầu. Hoạt động mở đầu này thì với ý nghĩa là khởi động, tạo các tình huống có vấn đề đối với học sinh
đúng không? Lôi cuốn học sinh và tùy theo bài để gợi ý cho giáo viên thiết kế hoạt động khởi động. Hoạt động thứ hai là khám phá. Đây là phần chính văn trình bày những nội dung cơ bản của bài dưới dạng kênh chữ, kênh hình giúp học sinh tìm hiểu, khám phá nội dung bài học. Hoạt động thứ ba là hoạt động luyện tập nhằm hệ thống hóa lại nội dung, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà học sinh vừa tìm hiểu, vừa khám phá được ở hoạt động khám phá. Và hoạt động cuối cùng, ở cuối cùng của từng bài học, đó là hoạt động vận dụng thì nhằm mà giúp học sinh là vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các tình huống, các vấn đề ở trong cuộc sống của mình. Nội dung thứ tư xin được chia sẻ với các thầy cô, và đây cũng là các nội dung mà các thầy cô sẽ quan tâm nhất, đó là 5 điểm mới cơ bản của sách giáo khoa Giáo dục Công dân 7 Bộ Cánh Diều. Điểm mới thứ nhất mà chúng tôi hướng đến đó là các bài học trong sách được biên soạn theo định hướng là phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, thể hiện ở nội dung và cấu trúc của bài học. Cụ thể là các bài học trong sách giáo khoa thì được thiết kế theo các hoạt động học tập. Trong đó thì mỗi bài học bao gồm 4 phần. Các bài học này thì luôn lấy lợi ích và cái nhu cầu của người học làm trung tâm, nhằm mục đích là phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, thực hiện dạy học phân hóa, có cơ sở và có chiến lược. Thông qua các hoạt động này thì chúng tôi sẽ giúp học sinh tự nhận diện vấn đề với sự định hướng của giáo viên hoặc thông qua các hoạt động chia sẻ, thảo luận với các bạn ở trong lớp. Các hoạt động của học sinh thì được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, gợi mở với nhiều cách thức, mức độ, tổ chức để phát huy được cái cảm nhận, cảm xúc, nhận thức, trải nghiệm của học sinh, giúp các em hình thành các phẩm chất và năng lực cho bản thân mình qua mỗi bài học. Chúng tôi xin phép được chia sẻ với các thầy cô cụ thể từng hoạt động. Ở hoạt động mở đầu thì sách giáo khoa Giáo dục Công dân 7 Bộ Cánh Diều với mục đích là nhằm thu hút, tạo tâm thế cho học sinh học tập, giúp học sinh huy động được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nền của cá nhân để học sinh phát hiện được các vấn đề cần khám phá trong bài học. Do đó, trong hoạt động mở đầu thì chúng tôi thường tổ chức thực hiện các hoạt động như nghe bài hát, quan sát hình ảnh, lựa chọn cách ứng xử, xử lý hành vi, tổ chức trò chơi, thi đố nhanh, chia sẻ với các bạn. Ở trên màn hình thì tôi đang chia sẻ với các thầy cô hai bài học về hoạt động mở đầu. Bài thứ nhất là bài số 3, quan tâm cảm thông chia sẻ. Ở bài này thì chúng tôi đưa ra gợi ý hoạt động mở đầu được tổ chức dưới hình thức là một trò chơi. Và trò chơi có tên là bạn ấy là ai? Cả lớp sẽ đoán tên bạn ấy thông qua những gợi ý mà cô giáo đưa ra về sở thích, về thói quen, đúng không ạ? Rồi về tính cách, vân vân. Và trên cơ sở đó thì giúp các em hiểu biết về nhau, chia sẻ và giúp đỡ với nhau trong cuộc sống. Hay ở bài số 12, quyền và nghĩa vụ của công dân ở trong gia đình. Với bài học này thì chúng tôi đã thiết kế hoạt động mở đầu với nội dung là học sinh sẽ cùng nghe một bài hát và hát bài hát Nhà là nơi của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Qua bài hát này thì chúng tôi muốn học sinh chia sẻ cảm xúc về bài hát, và bên cạnh đó thì chúng tôi muốn học sinh là sẽ tìm ra những cái ca từ thể hiện cái quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Từ đó thì sẽ kết nối vào nội dung của bài học và tạo động lực, tạo hứng thú cho học sinh khám phá nội dung của bài học. Hoạt động thứ hai là hoạt động khám phá. Ở hoạt động này thì chúng tôi hướng tới mục đích là hình thành cho học sinh kiến thức mới, kỹ năng mới và cách thức vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào cuộc sống. Nội dung của hoạt động khám phá thì thường được thể hiện qua những câu chuyện nhỏ, gần gũi, gắn bó với lại học sinh lớp 7, hay qua các thông tin, các trường hợp, điển hình, các tình huống, hình ảnh có chứa đựng các dấu hiệu để khai thác nội dung bài học. Và đặc biệt trong hoạt động khám phá này thì sách giáo khoa Giáo dục Công dân 7 Bộ Cánh Diều không cung cấp kiến thức sẵn cho học sinh, mà thiết kế thành các hoạt động học tập để học sinh có cơ hội được trải nghiệm, để tự khám phá, tự phát hiện các vấn đề và tự kiến tạo cho mình, đúng không ạ, các kiến thức, kỹ năng dưới sự hỗ trợ và định hướng của giáo viên. Thông qua các hoạt động học tập thì học sinh không chỉ hình thành các năng lực đặc thù mà còn hướng học sinh tới việc hình thành các năng lực chung như tự học, tự chủ, năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Và kết thúc của mỗi một hoạt động khám phá thì bao giờ chúng tôi cũng có một cái phần, đó là cái phần là chốt kiến thức. Và phần chốt kiến thức này thì bao giờ cũng ngắn gọn, xúc tích, làm điểm tựa cho học sinh trong cái hoạt động luyện tập.
Trong sách giáo khoa giáo dục công dân 7 bộ cánh diều thì hoạt động khám phá chúng tôi được triển khai đúng không? Rất là đa dạng phong phú, có thể giới thiệu với các thầy cô, ví dụ như ở bài 5 giữ chữ tín thì để giúp học sinh hiểu được thế nào là chữ tín thì chúng tôi đã tổ chức cho học sinh đọc một cái câu chuyện về lời hứa và cho học sinh trả lời câu hỏi. Hay ở bài số 7 là ứng phó với lại tâm lý căng thẳng thì để tìm ra được cái cách ứng phó với những cái vấn đề căng thẳng của tâm lý thì chúng tôi đã cho học sinh đúng không ạ cùng quan sát các hình ảnh và các bóng nói để giúp học sinh tìm ra những cách ứng phó với lại căng thẳng tâm lý. Hay ở bài số 8 là bạo lực học đường thì để giúp học sinh hiểu được nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường thì giáo viên có thể tổ chức cho học sinh là thảo luận nhóm, phân tích các tình huống và từ đó thì học sinh rút ra những nguyên nhân nào sẽ dẫn tới bạo lực học đường và hậu quả của bạo lực học đường đối với bản thân, gia đình và xã hội. Hoạt động thứ ba đó là hoạt động luyện tập trong mỗi bài học của sách giáo khoa giáo dục công dân 7 bộ cánh diều. Thì với hoạt động này, mục đích là chúng tôi sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng theo các nội dung đã thực hiện trong phần khám phá. Và với hoạt động này thì sách sử dụng đa dạng các loại bài tập, trắc nghiệm, tự luận, tình huống, tạo điều kiện để học sinh tăng cường rèn luyện, thực hành các kỹ năng phân tích, nhận xét, đánh giá, so sánh, hình thành phát triển các phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của mỗi bài học. Ví dụ như là ở bài số 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ, thì chúng tôi có thể là cho học sinh cùng tìm hiểu những câu ca dao tục ngữ và chia sẻ nội dung ý nghĩa của những câu ca dao tục ngữ thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ. Hay chúng tôi có thể cho các em đúng không ạ, làm những cái bài tập trắc nghiệm hoặc là những cái bài tập tình huống. Hay ở bài số 7 là ứng phó với tâm lý căng thẳng, thì ở bài này chúng tôi đã cho các em tham gia một cái hoạt động, đấy là yoga cười. Một cái hoạt động mà thông qua đó thì các em sẽ biết cách để ứng phó với những cái tâm lý căng thẳng trong học tập hay là trong cuộc sống, giúp các em giải tỏa được những cái tâm lý căng thẳng của bản thân, tạo động lực cho các em trong quá trình học tập. Hoạt động thứ tư trong mỗi bài học đó là hoạt động vận dụng. Thì mục đích của hoạt động vận dụng đó là tạo điều kiện cho học sinh thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng bài học vào đời sống thực tiễn. Với cái hoạt động vận dụng này thì sẽ được thiết kế dưới dạng là nhiệm vụ, yêu cầu mà học sinh có thể thực hiện tại lớp hoặc ở nhà. Trong đó thì chủ yếu là ở nhà. Và kết thúc hoạt động vận dụng thì học sinh bao giờ cũng phải có một cái sản phẩm cụ thể dưới nhiều hình thức khác nhau, nói, viết, làm, tạo ra. Và học sinh sẽ thực hiện nhiệm vụ là chia sẻ và báo cáo sản phẩm của mình với các thầy cô, với bạn bè ở trên lớp. Và trên màn hình thì tôi cũng chia sẻ với các thầy cô một số những hoạt động ở các bài học khác nhau, đúng không ạ? Và mỗi một cái hoạt động vận dụng này thì nó lại có một cái sản phẩm cụ thể mà học sinh sẽ hoàn thành. Ví dụ như là ở bài số 2, bảo tồn di sản văn hóa, thì học sinh có thể sưu tầm tranh hoặc là xây dựng kế hoạch chăm sóc các di tích, danh lam thắng cảnh ở địa phương của mình. Đúng không? Hay ở bài số 6 là quản lý tiền bạc thì chúng tôi sẽ hướng dẫn học sinh làm một bài làm hai bài tập vận dụng, ví dụ như là xây dựng quỹ học tập hoặc là tự làm những cái đồ handmade từ những cái đồ có thể tái chế được và hướng dẫn chia sẻ với bạn bè cách làm những cái đồ đó. Hoặc là bài số 7 ứng phó với tâm lý căng thẳng thì học sinh có thể cùng bạn là thiết kế một cái cuốn sổ, đúng không ạ, sổ tay hướng dẫn thực hiện các cách hay là các trò chơi lành mạnh có tác dụng là giảm áp lực căng thẳng trong cuộc sống. Hoặc là học sinh có thể quay một video ghi lại quá trình thực hiện một hoạt động, thể hiện là hoạt động thể thao hoặc là giải trí phù hợp với tác dụng là giảm những căng thẳng và chia sẻ những cái lợi ích về của cái hoạt động thể dục thể thao đó. Điểm mới thứ hai xin được chia sẻ với thầy cô là những cái bài học trong sách giáo khoa giáo dục công dân 7 thì sẽ tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và khuyến khích học sinh tự học, chủ động, sáng tạo trong học tập. Về phía giáo viên thì thông qua các hoạt động được tổ chức trong bài học với việc là đa dạng các hình thức tổ chức thì sẽ giúp học sinh, giúp giáo viên là đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực và xóa bỏ đi cái cách dạy lý thuyết và áp đặt. Còn đối với học sinh thì thông qua các hoạt động được tổ chức trong bài học, học sinh trực tiếp tham gia, học sinh đóng vai trò là chủ thể của các hoạt động học tập. Học sinh sẽ có hứng thú tích cực, chủ động trong học tập và làm cho cái môn giáo dục bài học, giờ học trong môn giáo dục công dân trở nên nhẹ nhàng, sôi động và hấp dẫn. Điểm mới thứ ba là những cái bài học trong môn giáo dục công dân, đúng không ạ? Và sách giáo khoa giáo dục công dân thì được triển khai
đúng không ạ, và đáp ứng được yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá. Trong đó thì nội dung các câu hỏi, các bài tập ở mỗi bài học thì được thiết kế theo hướng mở, phù hợp với đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, giúp học sinh tự đánh giá được sự tiến bộ của bản thân và giáo viên cũng đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất năng lực của học sinh. Thông qua hệ thống câu hỏi mở trong sách thì không chỉ hướng đến đánh giá kiến thức mà thực chất là chú trọng hướng đến đánh giá về khả năng tư duy, khả năng vận dụng các kiến thức của học sinh vào đời sống thực tiễn, đánh giá thái độ của học sinh trước các hiện tượng, các vấn đề đạo đức, pháp luật trong đời sống xã hội xung quanh. Và ở đây thì chúng tôi thiết kế những cái hoạt động đánh giá đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau. Điểm mới thứ tư của sách giáo khoa giáo dục công dân 7 bộ cánh diều, đó là sách được trình bày và sách trình bày một cách hiện đại, thể hiện được cái tính đa dạng vùng miền, không mang định kiến giới, định kiến dân tộc. Cụ thể là cái ngôn ngữ được sử dụng trong sách thì giản dị trong sáng, gần gũi, phù hợp với lại đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 7. Cách diễn đạt thì dễ hiểu và thân thiện. Các kênh hình trong sách thì được thiết kế đẹp, không chỉ là mang tính chất minh họa mà chủ yếu là chứa đựng nội dung để qua đó học sinh mô tả, phân tích, khai thác hình ảnh và hình thành các kiến thức của bài học. Khi biên soạn sách giáo khoa giáo dục công dân 7 thì đội ngũ tác giả cũng quán triệt rất là sâu sắc cái tinh thần là không định kiến về giới, về vùng miền, về dân tộc, nên là các nội dung, thông tin, hình ảnh trong sách thì luôn chú trọng đến những nét đặc trưng của các dân tộc, các vùng miền Bắc Trung Nam. Ví dụ như là trên màn hình tôi chia sẻ về bài số 1 là tự hào truyền thống quê hương, hay là bài số 2 bảo tồn di sản văn hóa, thì những hình ảnh mà chúng tôi lựa chọn đưa vào trong sách thì thể hiện sự đa dạng về vùng miền, đa dạng về dân tộc. Điểm mới cuối cùng trong sách giáo khoa giáo dục công dân 7 bộ cánh diều, đó là sách thể hiện rõ cái yêu cầu tích hợp và phân hóa. Trong đó về tích hợp thì ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Tích hợp giữa các kiến thức đạo đức, pháp luật, kinh tế, kỹ năng sống với các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu hay là bình đẳng giới. Chúng tôi cũng vận dụng kiến thức của các nhiều các môn học khác để làm sáng tỏ các ý kiến, các kiến thức của môn học giáo dục công dân. Bên cạnh đó thì mỗi bài học trong sách còn thể hiện được yêu cầu phân hóa theo các trình độ của học sinh. Nội dung các bài học bao gồm hệ thống các câu hỏi thì khai thác nội dung được sử dụng cho học sinh ở mọi vùng miền, đồng thời cũng có các dạng bài tập, câu hỏi nâng cao có độ khó để khai thác tư duy của học sinh khá giỏi. Đặc biệt là với một cái tinh thần quán triệt xuyên suốt của bộ sách cánh diều là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống, thì bộ sách đã được xây dựng dựa trên các ngữ liệu từ thực tiễn cuộc sống, phù hợp với nội dung tâm lý, sinh lý tuổi của học sinh lớp 7, phù hợp với xã hội Việt Nam hiện nay và đã thể hiện đúng đủ mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn giáo dục công dân năm 2018. Sách giáo khoa giáo dục công dân 7, đúng không ạ? Với việc triển khai là theo các hoạt động học tập thì sẽ thúc đẩy cái cách dạy và học tập tích cực, hỗ trợ giáo viên trong việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tạo ra những giờ học vô cùng hiệu quả, đúng không ạ? Đối với học sinh thì chúng tôi sẽ thấy rằng là gì? Khi mà học sinh sử dụng sách giáo khoa giáo dục công dân 7 thì sẽ thuận tiện trong việc tự học, triển khai các nhiệm vụ học tập, hình thành được các phẩm chất năng lực của người công dân, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh sách giáo khoa thì đội ngũ tác giả còn biên soạn sách giáo viên, sách bài tập và các sách tài tham khảo khác, và các thầy cô có thể truy cập mà trên trang web là học10.vn. Trong quá trình mà các thầy cô sử dụng sách giáo khoa giáo dục công dân 7 thì chúng tôi luôn đồng hành cùng với các thầy cô và hỗ trợ các thầy cô, đồng thời cũng luôn cập nhật bổ sung các tài liệu mới để làm phong phú nội dung ngữ liệu của môn học. Trên đây là phần giới thiệu của tôi về sách giáo khoa giáo dục công dân 7 bộ cánh diều. Hy vọng rằng là cuốn sách sẽ được quý thầy cô và các em học sinh ở Đắk Lắk đón nhận trong năm học 2022-2023. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và kính chúc các thầy cô sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn các thầy cô rất nhiều.